Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog cả nhà. Bữa nay hai mẹ con em về ăn đám cưới của nhỏ cháu gái em, con và chị thứ tư cả nhà. Đây, hai bữa nay hồi hôm thì là phần nhóm họ và chịu lại nha cả nhà. Giờ bữa nay là cái phần để ăn. Giờ em mời tất cả các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn coi cái phần bữa nay là trang trí để ăn như thế nào. Bữa nay là bà chị em á cả nhà, là bà làm 30 mâm. Là 30 năm vừa như là bên ở bên nhà trai á là kêu là đám nối, còn bà chị em thì bá là đãi ăn luôn, như bên đãi ăn luôn. Rồi em mời cả nhà thưởng thức coi đi, xem hết video em bữa nay là bà đám nối bên nhà trai ở dưới miền Tây như thế nào nha cả nhà. Em mời tất cả các ông bà cô chú đi theo em. Bây giờ em sẽ đi quay sơ qua những món ăn của chị em bá đặt cả nhà. Bà chị em thì bá đặt nấu hết. Buổi giấc tối chiều giấc tối nhóm họ thì chị bà chị em thì bá nấu, còn giấc sáng này là phần mấy ông chị đãi hết. Giờ em mời cả nhà đi theo em. Đây cả nhà ơi, cả nhà thấy cái cảnh là miền Tây sông nước của em là cả nhà. Bữa nay sớm giờ thức mấy gì cháu, em thức sớm lắm, trang điểm xong rồi nè cả nhà. Bữa nay trang điểm lên dầm thấy chuyến này dầm thấy em già quá không cả nhà, giống bà mẹ chồng người Bắc chưa ông bà cô chú ai cảm thấy em giống bà mẹ chồng người Bắc thì cho em một like coi cả nhà. Giờ cho em có một cái bình luận chứ. Đây cảnh sông nước nè cả nhà, cảnh miền quê sông nước. Còn ở phần bên đây thì gặp đám cưới của cháu em đó, lễ này là lễ du quy, cũng là đám nối bên nhà trai nha cả nhà. Đó, giờ mời tất cả các ông bà cô chú thêm đây ha. Đây thì hình của đây em quay cải lại đi cả nhà. Đó. Ở miền Tây đi sông nước đi bằng ghe vỏ. Đi làm đi này kia cả nhà. Còn đây hình của mấy nhà cháu em. Ở dưới quê em thì cũng đãi sớm lắm cả nhà. Mấy anh chị thức hồi khuya là làm đám 7 giờ 8 giờ là bắt đầu đãi đó cả nhà. Bây giờ thì mới có 5 giờ mấy 6 giờ thôi. Đây mấy anh chị sớm giờ là bắt bàn hết rồi cả nhà, 30 năm đó, bắt bàn hết đây. Còn nó xong hết rồi. Giờ còn cái phần ở trong đây thì mấy anh chị đương bắt mâm lên nè cả nhà. Những món ngon của miền Tây là đám cưới thường thường là những gì, em mời tất cả con bà cô chú đi theo em nha. Đây mấy bà chị trang trí rất đẹp luôn á cả nhà. Đây là rau ăn lẩu chua nghe cả nhà. Này lẩu chua phải không chị? Lẩu Thái phải không? Dạ. Đây lẩu chua là rau muống nè, bông núm chim châm và bông bí. Và cải xà lách cả nhà. Cải xà lách giòn. Mực mé. Cái đủ không? 30 không? À, mực mé cả nhà. Cái gì vậy? Mực mé. Cái này cái gì? Cái này lẩu. Có lẩu hả? Tôm, tôm lẩu với đầu lẩu luôn hả chị? Rồi đó mực mé. Còn bên đây thì bò kho nghe cả nhà. Mấy chị nãy giờ bỏ sắp từ hồi phía tới giờ 4-5 giờ tới giờ cả nhà. Bò kho mấy chị sắp lên. Còn đây thì còn mấy bà chị bấy lưng chiên nữa nè cả nhà. Mấy con bỏ giống đồ mấy đồ mới, mấy con bỏ đâu. Đây đó, chị đương chiên cái này là có phần mâm tứ quý không chị? Mâm ăn trắng đầu tiên không? Đó nè. Giờ em cho cả nhà vô xem đây. Vì vậy em mới đưa ăn bánh, mới thấy em quay cái bánh núp luôn rồi cả nhà. Đó, bà chị đứa này đó. Bà thấy em đưa ngái cái em quay cái bánh núp luôn à. Còn cái phần đây là hồi nãy giờ xí soạn mấy chị em đương xí soạn, đương quay, đương làm đẹp này cả nhà. Em làm xong rồi, em làm xong rồi cái đầu em mới ra em quay nè cả nhà. Đó, chị chủ tiệm hay đẹp. Ủa con đẹp mà, con đẹp mà. Nãy giờ con không che, con quay gì nãy giờ biết bao lâu con mới che. Cả nhà ơi, có ai cháu gái em đây chưa có chồng luôn nha cả nhà. Hai dị quá à. Thì hai quảng cáo cho hai bán được đứa nào hai bán. Giờ trời chỉ lại là để khách lại để đãi thôi cả nhà, tại vì giờ này mới có năm mấy 6 giờ thôi, 7 giờ 8 giờ là bắt đầu đãi. Em giờ này còn sớm, sớm rồi cả nhà. Đó. Em mời cả nhà đi uống nước dừa với em không? Nó chơi với em không bẻ dừa, coi trái còn nhỏ lắm cả nhà, nó không có to. Đây này dừa nó lùng tè à, đứng là hái được rồi cả nhà. Đó. Mà trái nó chưa có nước uống cả nhà ơi. Nó chưa có được nước uống, buồn thấy sai trái ghê không cả nhà, cái dừa sai trái ghê luôn á. Đâu rồi cả nhà ơi, đây nữa nè, một khu đâu rồi, khu bên đây xong chưa? Ai làm chưa? Hả? Trên đâu? Trên nó thay đầu rồi nó vô. Đây còn đây dạ, cháu em nữa. Ấy hả? Ủa mẹ con chưa làm đó.
Mẹ con chờ con đó. Đây chỗ này cũng là một em máy cấp nữa nghe cả nhà. Cháu em máy cấp này là cháu em đó cả nhà. Bên kia thì thuê, bên kia thì thuê, còn bên đây thì cháu em nó làm, tự làm. Mà là đông quá là không kịp, phải mướn thêm hai em nữa. Ừ, chị hai đi kêu mẹ con ha. Đẩy cho mấy chị ăn rồi đó cả nhà ơi. Đẩy mới được một mâm. Và bên bên trai bánh hai mâm chai rồi, đây, đây thì chưa đủ người nữa nha. Đây. Đây cho mấy chị kia vô. Cho vô đây luôn đi bà chị. Tám người 10 người thì chị vậy cho bằng mới đi. Vậy cho bằng mới qua đó đi. Ở bên kia ta đi 8 người. Chết. Chết. Giờ là ở đây thì đủ mâm là cứ đãi, ở dưới quê cả nhà cứ lờ lại đủ mâm là đãi chứ không cần phải. Ở quê nữa chuột ơi, con chào ông bà cô chú đi con. Con ngủ mới thức đúng không? Ngủ mới thức đó cả nhà. Đó. Ngủ ngủ, ngủ mới thức nè. Đâu giơ tay chào ông bà cái. Cả tim với ông bà cái. Bữa nay chuột đi đâu? Chuột đi đâu? Chuột đi đâu? Chuột đi ăn gì? Ôi ôi chuột chạy vậy đó hả? Đó. Xe nghe con, coi chừng xe nghe con. Đó. Xe đi lại đây, đừng đi lại đắng con. Đây ông bà cô chú ơi, bữa nay là đó, nhà nhà gái qua, nhà trai qua nhà gái là đám nói 100 người cả nhà. Bây giờ đương ta mới chạy qua tới, vừa tới giờ ta đang sắp xếp lại ta đi vô nghe cả nhà. Giờ em mời tất cả các ông bà cô chú xem bữa nay đám nói của miền Tây như thế nào nghe cả nhà. Còn đằng kia nữa cả nhà, còn đậu đằng kia một mớ nữa, tại vì hai đầu đậu một mớ nó đậu một chỗ không hết, tại dưới quê đường nó cũng nhỏ ha bà cô chú. Còn ở đây thì đãi ăn rồi nè, sớm giờ là đãi ăn được cũng một mớ rồi đó, đãi cũng đâu 10 bàn mười mấy bàn rồi đó cả nhà, đãi mười mấy bàn á, ăn có một mớ ăn rồi, còn một mớ thì chưa ăn. Ừ, tới nhà trai rồi. Rồi nhà trai bắt đầu rồi, vô cả nhà ơi. Đây, chú rể đang cầm hoa sen cả nhà. Đó. Vô vô. Đây nè. Không vô đây. Giờ em sẽ lại đây tới bưng bưng quả đây, tới vàng trao quả đây. em cưới được bộ mâm hơi nặng thôi mà mặt. Một hai bốn. Kính thưa mấy họ, kính thưa quý bà cô bác và các cô chú anh chị các phụ nữ hoa mai thân mến. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2023, thì được sự có chức của đôi ông cha mẹ để làm lễ hôm nay. Nam chủ hôn nhà trai anh Phương Văn Cơ và bà Nguyễn Thị Mạnh, ấp Hòa Long xã Minh huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng đã phát tình nghĩa thông giao với ông Phan Văn Thể và bà Trần Thị Sang.
ở lớp thiện bình xã Hưng huyện Mỹ Tốn tỉnh Sóc Trăng để sinh viên cho hai cháu là cháu Trương Dĩ Hào và cháu Phan Đức Năm để cho hai cháu tay trong tay sát cánh bên nhau lên thuận hòa viên trong năm hạnh phúc cho đến hài giang lâm đầu hoạt. Thì hôm nay phía nam cũng hôn nhà trai đến đây thì có sáu người mỹ sinh đây thì phía nam cũng hôn có mang đến hai cầu rượu để làm thánh lễ. Thì chúng tôi xin trân trọng kính mời nội ngoại uống hai cung rượu để chúc mừng cho hai cháu trong năm hạnh phúc. Vì trân trọng kính mời bà này phải đổ mồ hôi hộp luôn. Sáng giờ không biết đắp mấy cái khăn giấy này à. Ở trước ngồi chơi đi, ngồi chứ bên chơi bên mắm. Trong này có không? Còn ở đây nè. Dắt dắt cho mấy chai bên mắm á, dắt chai bên mắm. Bé ra trước cổng đây. Nó thấy sợ quá à. Cả nhà ơi, cả nhà thông cảm cho em nhé, hơi chật chút nha cả nhà, khó quay quá à. Cả nhà không có chỗ đứng, cứ né qua né lại á, và cứ né qua né lại vậy rồi nó khó quay quá trời. Giờ đương dở mâm khai chầu mâm sáu đương dở sáu mâm quả nha cả nhà, nhưng mà em không có vô được, không là cô chú ơi em không có vô được rồi. Ở nhà của cô dâu nhỏ quá. Không giấy em không có vô được để gắn mất cho cậu em cái nè. Ủa cô dâu này thấy dần hầu thân giấy mẹ nó hay đó. Đúng rồi, chơi lấy ông Phúc luôn nha con. Thông cảm nha bà. Gì đâu. Giờ đợi sắp xếp ghế lại tại vì nhà chặt lắm cả nhà, cái không có chỗ ngồi, không có đứng. Chặt quá cái đầu phải đợi dọn dẹp xong cái đầu tôi mới kêu cô dâu ra. Bây giờ đợi cô dâu luôn, sắp xếp lại đợi cô dâu lâu quá cả nhà. Đây nhà gái qua ăn rồi đó cả nhà, vàng bưng mâm của nhà trai đây đó, giờ đãi hết là bích mâm luôn đó cả nhà, đãi bích mâm hết. Mà bên cài bông đỏ, cài bông đỏ là bên nhà trai nha cả nhà. Rồi, còn bỏ là bên nhà trai đó. Giờ tới phần thượng hương rồi. Phần thượng hương, xuôi gia thượng hương nha cả nhà. Thank you.
Mình cứ gửi lên đôi đèn à cả nhà ơi. Chật. Giờ là cô dâu ra đang chụp hình đó, chụp hình cũng chỉnh cho cô dâu. Thấy nó hơi xích lại tụi hoài. Máy chụp hình rõ sao? Máy nào? Máy không chụp hình. Máy điện thoại này nè. Hỏi em hả? Giờ cái phần là cho chàng cô dâu nghe cái này. Mẹ chồng đã bông cho cô dâu. Chúng tôi để tắt đèn. Có gió nữa thôi. Đứng tránh, đứng chiếc gà gốc đây. Đó. Quay rồi.
Con để cái bao bông, để tay con lên cái bao bông á, úp cái bàn tay xuống, úp bàn tay ừ, thẳng cái tay ra cho đẹp, thẳng tay lên bao bông luôn ừ. Rồi cái mic của nó không hay sao á, cái mic nó không lên tiếng hay sao á. Ừ cái mic này nó hết rồi. Ừ, cứ gửi phải đeo tay này chứ không? Hả? Đeo lộn tay không hả? Tay này hả? Ừ, tay này cứ thấy sao lại tay đó? À, biết. Nếu là chưa gửi phải đeo tay này. À, biết rồi. Mẹ chồng, nhà mẹ chồng cho cô dâu 6 bộ đồ. Trời, mẹ sao nó không ngại quá ha. Không ngại. Không muốn trời, nó giờ cái gì cũng dành không muốn. Không muốn, không muốn, không muốn. Không muốn, không muốn, không muốn. Không muốn, không muốn. Hồi nãy hình như nghe ông nói đúng không? Ông nhập ông nói không? Ông kêu ông không? Ông nào đá nói vậy ông biết mà. Ông nhập có số mà. Xin hỏi cái gì? Hôm nay có cái gì?
Rồi Phương nhìn chữ lại nha, chữ lại một giây. Rồi. Chưa chưa hỏi vậy chưa? Em chở là cái đầu tới giả mặt trầu cả nhà. Từ từ thôi, không có lắp gì. Rồi, bỏ lên dĩa. Bỏ lên dĩa. Rồi, lấy cầm hai cô dâu để cầm dĩa lên. À, úp lá chầu xuống. À, cô dâu úp lá chầu xuống để trái cao lên lá chầu. Trái cao lên chầu. Rồi, rồi. Sáng hay sáng à? Rồi, hai ba. Rồi, sáng hay sáng à? Dứt máy. Nghỉ máy. Chờ cặp đi phải không? Đứa tới một chục trái cao hỏi có la luôn. Bẻ hổ mấy bẻ luôn á. Bẻ người tới một chục trái. Rồi gớt cái gì vậy? Gớt cái gì vậy? Đến là mình lấy cái năng cần lấy về tiền thì mình đi giao cho lại cho đại diện nhà gái với những cặp bà trước mắt cho để biết là hãy còn lại thì cũng biết lại kia quay cái lưng không quay đâu. Cái lưng xấu quá, phải quay cái mặt mới được nào. Mặt xấu mới sợ. Quay cái mặt gì nè, chứ quay cái lưng ngay mà quay. Chú rể có bộ bài trai với mẹ. Ông bác là nó mặt lên nè. Đừng bỏ cái bọc xuống, lưng hai tay. Đừng không bỏ cái bông xuống bên hai tay mời mẹ đó. Thế này phải để cái bông xuống. 1, 2, 3, vô. Bằng thì bên thằng gái nó xong thì chụp cái hình làm kỷ niệm đó cả nhà ơi, hai bên xuôi da và cô dâu. Rồi vào mình đi. Rồi tới giờ phần mẹ chồng đi dắt cô dâu đi ra hỏi bên họ nhà trai. Giờ tới giờ nhà họ cô mẹ chồng dắt cô dâu đi hỏi ra họ nhà trai nè, nhà trai qua 100 người đó cả nhà. Giờ bắt đầu nói thôi mà chị qua dắt đi ra. Con phải gật đầu. Rồi vô nè, hai ba nha.
Đây cả nhà ơi, bây giờ là tới cái phần đi cô dâu đi hỏi bên nhà trai nghe cả nhà. Ở bên quê của em thì như đám nói thì bên nhà trai qua bao nhiêu người thì mẹ chồng sẽ có nhiệm vụ là dắt cô dâu đi hỏi nhà trai, là hỏi cô gì chú bác gì dòng họ bên nhà trai đó. Thì mỗi một người hỏi như vậy là cũng sẽ có một phần quà cho cô dâu nghe cả nhà. Nói vậy em mời tất cả các ông bà cô chú theo em xem coi bữa nay cô dâu em được bao nhiêu những quà gì với quà gì nghe ông bà cô chú. Là ở dưới quê em thì nó lại như vậy, nhưng mà giờ đương lên nhạc á cả nhà, em không có bắt được, em không có tắt được tiếng đi, em bắt nhạc lên dính bản quyền, vậy em phải lồng tiếng vô. Vậy em mời tất cả các ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video của em coi bữa nay cô dâu bữa nay đi ra hỏi coi nhờ bên nhà trai cho được những gì nghe cả nhà nha. Nãy giờ anh không dành lại cho em mất làm công chuyện mà anh không dành gì hết trơn. Phải giới thiệu biết rồi. Đi qua hoài không đây. Đại chụp chị đó mai mốt không biết có chụp được đó không thôi. Cô dâu đi hỏi là đi hỏi hỏi là cho cái hỏi là cho vàng đó, và cái này là cô dâu đi hỏi cả nhà, là bên nhà trai là qua 100 người đó, là có thể cô dâu quà hết cho cô dâu, ai cũng sẽ đưa quà cho cô dâu. Rồi cứ lên nha hai ba. Alo. Lời nói đầu tiên anh xin ông xin thay mặt họ nhà gái và anh em ban nhạc cúi đầu ra mắt quý vị quan khách lời chào trân trọng. Để giúp vui chương trình văn nghệ sáng nay xin gửi ông bà cô bác nhạc phẩm được tên sắp bay sắp căn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây cả nhà, tới đây cái đầu mấy anh mấy chú có kêu hỏi em quay cái gì, nói em quay em đăng lên YouTube, em đăng lên kênh của Ngọc Diệu Vlog cả nhà. Rồi đây nè, mấy cái anh này nè, anh kêu đó, quay cho mấy anh này nè, quay mới chịu, không quay không chịu. Phải quay với ảnh mới chịu, mà khi đó em cũng quay xong một quận rồi đó cả nhà. Đó, đó, mấy anh vui lắm, nghe nói em quay đăng YouTube mấy anh cũng vui lắm, kêu quay, phải quay cho người này, phải quay cho người kia mới chịu, không quay là không chịu mà. Vui lắm cả nhà. Đây cả nhà, nãy giờ là cô dâu với chú rể với mẹ chồng đi hỏi đã xong, cả nhà được một mâm tiền luôn nè, với thêm được một mớ vàng đó cả nhà. Cô dâu sẽ được một mớ vàng nữa đó cả nhà. Đó, và thôi clip em cũng dài rồi cả nhà. Em cũng chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đó, yêu thương và ủng hộ em. Ai mới đến kênh em nhớ cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ cả nhà. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Em bye bye.